Xin kính chào quý cô chú và các anh chị đã đến với kênh Vườn Thuốc Nam Quý nha. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ giới thiệu đến cô chú và các anh chị về cái cây thụ lù và công dụng, tác dụng của nó cũng như là cái việc nó điều trị những cái căn bệnh gì ha. Trong video này, cô chú và các anh chị thấy mình chia sẻ bổ ích thì mong quý cô chú và các anh chị cho kênh một lượt đăng ký hoặc là một lượt like để kênh có thêm nhiều động lực để chia sẻ nhiều cái cây thuốc quý đến cô chú và các anh chị nha. Thì trở lại vấn đề là cái cây thụ lù này nó còn có cái tên gọi khác là bơm bóp, tầm bóp hoặc là thụ lù cạnh, bùm bụp hay là cây lồng đèn nha. Nó có nhiều loại tên như vậy. Cây này thì nó thuộc họ cà. Nguồn gốc của cái cây này thì từ châu Mỹ nhiệt đới. Cây thụ lù này thuộc dạng cỏ dại nha. Thì trong thành phần của cây thụ lù này nó có chứa hoạt chất rất là tốt như là alkaloid hoặc là carbohydrate hoặc là chất xơ, chất béo hoặc là protein và các loại vitamin như là A và C. Nó có nhiều khoáng chất như là magie, kẽm nè, sắt hoặc là phosphor. Thì trong cái thành phần của cái cây thụ lù này, cái thành phần dinh dưỡng của nó giúp cho chúng ta tăng cường việc tạo ra các tế bào bạch cầu, giúp loại bỏ các chất lạ hoặc là vi khuẩn ha, khử độc nè. Nó sản xuất ra được cái kháng thể cho cơ thể mình nữa. Còn về cái công dụng mà của cây thụ lù này đối với sức khỏe của chúng ta là nó phòng bệnh tim hoặc là giảm cholesterol trong máu nha. Trong cái cây thụ lù này nó còn chứa một lượng rất là lớn về vitamin C, giúp chúng ta tránh được cái gốc tự do có thể làm hỏng các mạch máu nè, từ đó giúp chúng ta giảm thiểu được các vấn đề về bệnh tim nha. Và cái cây tầm bóp này nó còn có thể ngăn ngừa tổn thương mô cơ trong cơ thể của chúng ta ha, là do cái cây này nó có cái vitamin C thì nó giúp cơ thể ngăn ngừa sự đau nhức nè và tổn thương ở các mô sau khi chúng ta tập thể dục đó. Cây này nó còn có cái tác dụng là điều trị được bệnh ung thư nha cả nhà. Thì theo nghiên cứu á, cái cây này nó rất là giàu vitamin C và nó có thể dùng để điều trị nhiều cái căn bệnh về ung thư, trong đó là ung thư phổi nè, hoặc là ung thư dạ dày, hoặc là ung thư ruột kết và ung thư miệng nha. Ngoài những cái công dụng đó thì cái cây thụ lù này nó còn giúp cho chúng ta sáng mắt. Nếu mà chúng ta sử dụng một lượng cây thụ lù có thể giúp chúng ta có đủ là vitamin A hàng ngày. Lượng vitamin A này nó giúp cho ngăn ngừa chúng ta bị khô mắt nè, giúp mắt của chúng ta thích nghi tốt hơn với bóng tối và ánh sáng. Và còn hơn thế nữa, nó giúp cho võng mạc của chúng ta khỏe mạnh và phòng ngừa đục thủy tinh thể ha. Cái cây tầm bóp này nó có rất là nhiều công dụng nha cả nhà. Thì công dụng của nó có thể là điều trị cảm lạnh hoặc là giúp cho chúng ta hạ sốt, phòng ngừa bệnh sỏi tiết niệu nè, hoặc là tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng hoặc là chữa lành vết thương. Và trong cái đông y thì cái cây tầm bóp này nó có vị đắng và tính mát không độc nha cả nhà. Quả của nó thì nó có vị chua, tính bình và nó có cái tác dụng là thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm. Cây này thì chúng ta có thể dùng để đắp ngoài để trị mụn nhọt nha, hoặc là đinh độc. Và cái cây tầm bóp này nó còn trị được bệnh rơm sảy ở trẻ em ha. Cách sử dụng là chúng ta dùng cái lá cây tầm bóp này tươi để tắm cho trẻ ha, thì nó sẽ trị được cái bệnh rơm sảy ở trẻ em ha. Và cái cây tầm bóp này nó còn có thể chữa trị về cái bệnh dạ dày ha. Nó rất là tốt cho cái bệnh dạ dày của chúng ta. Thì cái cách chúng ta chữa trị bệnh dạ dày thì cô chú và các anh chị chỉ cần lá cái cây tầm bóp này nè, chúng ta có thể dùng làm rau ăn hàng ngày. Tuy nhiên rau tầm bóp này nó hơi đắng chút, nhưng mà nó làm thanh mát dễ ăn ha. Và nó chữa được cái bệnh dạ dày cho cô chú và các anh chị ha. Chỉ cần chúng ta dùng lá của cây tầm bóp này chúng ta ăn như rau thôi thì nó sẽ chữa trị bệnh dạ dày cho những ai đang mắc cái căn bệnh dạ dày nha. Nhớ dùng cái cây tầm bóp này nha cả nhà. Thì đến đây mình đã chia sẻ về cái cách sử dụng và cái công dụng của cây tầm bóp này cho mọi người biết rồi.
Rồi đến đây mình xin phép được dừng video tại đây và hẹn gặp lại cô chú và các anh chị trong những lần video tiếp theo nha. Xin chào.